Mọi người ơi, hôm nay là về Yên Bái nha mọi người nha. Thông báo với mọi người là mấy hôm nọ là bà mẹ chồng tôi là đi mổ gọi là u sơ vú. Và hôm nay là tôi đưa về đây. Hôm nay là đưa u về xem là gọi là về không làm sao mà lì. Bà năm nay 70 mấy tuổi rồi mà mổ mà bà nói như mấy câu ôi sợ thế. Nói yên mồm luôn. Bà cũng nhận khỏe thật đấy. Đã. Đây, ông ngồi đây, ông ngồi đây, ông ngồi đây. Bà nói rất khỏe luôn này, bà khỏe cực kỳ luôn mọi người đấy. Phú Lê là cũng may mắn nha, mẹ cực kỳ khỏe luôn. Vừa mới mổ tỉnh dậy rồi mà tìm cái túi tiền của tao đâu, mọi người thấy kinh không? Vừa mới mổ ở phòng mổ tỉnh dậy đã hỏi là cái túi tiền của mẹ đâu. Đấy, Phú Lê cất ở chỗ nào. Nên tôi nói thật là đến sau này tôi bằng tuổi mẹ chồng, tôi là không biết là tôi có khỏe được như thế không. Cần mỗi thế thôi. Nói thật sự luôn, bà nói đúng như mấy câu luôn. Báo cáo với ảnh, tất cả anh em là thì là vừa rồi thì bà tôi không bị là thì là mổ xong rồi tôi cũng dám thông báo cho tất cả anh em cũng như là cộng đồng mạng biết dấu bây giờ là mổ ca mổ xong xuôi rồi và hôm nay là tôi đưa mẹ lên trên Yên Bái rồi là rất là may mắn là thì là mẹ tôi là vẫn còn là sức khỏe, nói chung là khỏe lắm. Đây là hôm nay là tiện thể là cũng thông báo luôn là đưa bà lên để bàn giao bà cho ông. Vâng. Ông bà là thông báo bà bàn giao bà là bà là cắt bên rồi. Cắt bên. Đấy mà đây là tối là ông bà mà có sử dụng thì cũng nhẹ tay thôi. Không là bây giờ là còn bên nữa lại cắt lớp là lại khổ gấp con hơn. Đấy, vẫn bên đồ hàng rồi. Vẫn bên rồi mà lại hai ông bà là cứ đêm hôm này cứ lọ mọ lại 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 sờ mó lại lại học lớp bên kia nó thì chết. Lại đến đổi phát lớp bên kia là lại phải nhịn cắt đấy. Thôi là ông nhá. Đề nghị ông là sau lần này là sử dụng nhẹ nhàng. Đấy, để cho con cái được nhờ đấy. Tiện thể là qua cái video này là thông báo mọi người là ông nhà tôi là vừa bị tiểu đường nhưng mà lại còn vừa bị khớp đấy. Hôm nay là con mang cái dòng sản phẩm này đây để cho ông uống đấy. Ông bị đau khớp nha, bị đau khớp này đây, ông bị đau ngay đầu gối này rất là đau luôn, xong rồi còn đau các khớp tay nữa. Cái sản phẩm này là con bán là rất là đắt hàng đấy. Ông bị đau khớp, sưng khớp hay là thoái hóa khớp các thứ là uống rất là tốt luôn. Cái này là bố đẻ tôi uống rồi nha. Một hộp này là 100 viên mà tôi bán có 400.000 thôi. Mà uống từ 7 đến 15 ngày là ok rồi. Đây cái này kể cho mọi người nghe, riêng bố chồng nhà tôi nhá. À có cái hộp kia đâu rồi nhỉ? Một cái hộp đấy biết để làm gì không? Tất cả các loại lịch bố mày xé làm tư ra. Và tất cả các loại mà quảng cáo trên YouTube là đều có số điện thoại và địa chỉ hết. Đây, ví dụ như tiểu đường là sẽ ghi khoảng 50 công ty bán thuốc tiểu đường ở trên mạng. Khớp thì có khoảng 30 công ty, còn các loại khác không tính. Nghĩa là nếu như mà sau này mà ông mà có 250 là đấy, của hồi môn cho Phú Lê là gì? Là một hộp các loại công ty bán mỹ phẩm và các địa chỉ bán thuốc. Các loại địa chỉ bán thuốc thì nên từ nay ông không cần đấy nữa. Đây sản phẩm này, một ngày là ông uống cho con 2 viên. 2 viên. Sáng 1 viên và tối 1 viên. Sau khi ăn no, ông đang đau mà ông bị đau đầu gối, bị nhức đầu gối đấy, thì ông uống tầm 7 đến 15 ngày là ông đỡ. Vì ông Thanh ở nhà con là uống rồi. Đấy, cho nên là đây là tôi vừa nhuộm tóc cho bố tôi nhá. Đen kia luôn rồi. Đấy, đen rồi, đây vừa nhuộm xong. Thấy không? Lên đây là coi làm đẹp cho bố chồng ngay. Bởi vì bà bây giờ là xéo bên rồi. Vẫn phải làm đẹp cho bố để xem có tán được bà nữa không. Đấy, xong lại còn phục vụ gọi là sữa hạt nhá. Sữa hạt là mang cho uống là để gọi là hộp sữa hạt đâu nhỉ? Anh đã lấy hộp sữa hạt để lại. Đây. Sữa hạt là mang cho uống khỏe để còn xem là ông là trước là mổ tiền liệt tuyến rồi. Để xem tình hình là uống thêm sữa hạt sữa yếc vào là xem là có đi được không bà nữa không. Bởi vì bà khai bây giờ là hỏng rồi. Bà khai là vừa cắt rồi. Đấy, đây nhá. Ông nhớ, nhớ nhá. Và anh chị em nào có bố mẹ mà bị khớp thì đây 400.000 một hộp. Tôi thật quá rẻ luôn. Bố tôi không đi được, bố đẻ tôi không đi được mà uống có 3 hộp. Bây giờ đạp xe mỗi sáng 13 cây số. Đấy. Ngoài ra là bố chồng tôi là bị tiểu đường. Đây mọi người không? Nói thì lại bảo là nhà chúng nó cứ bảo là tốt, cả họ nhà mày uống đi đây, sữa tiểu đường đây mang về cho bố đây. Cả họ đang uống đây. Đây cả họ đang uống nha. Đây nhá. Ông là bị tiểu đường năm nay năm thứ 19 rồi. Đấy. Nếu như anh chị em nào hoặc có bố mẹ chúng ta bị tiểu đường uống cái này. Một hộp này là 900 g mà có 495.000 thôi nha. Nó được chiết xuất từ 19 loại hạt, nó giúp cân bằng lượng đường trong máu và quan trọng nhất là nó được chiết xuất toàn ngon từ các loại hạt thôi, không có đường. Đấy, tăng protein này, ông bà làm táo bón uống này hết táo bón luôn. Chị em là muốn giữ dáng thì cái này nó săn cơ lại. Đấy, rất là tốt luôn. Và thay bữa ăn lành mạnh, tức là mình uống thay ăn sáng luôn, không cần phải ăn sáng nữa, uống cái này cực kỳ tốt luôn. Ai mà bị kiểu dạng như là sợ sữa thì uống cái này không có mùi sữa một tí nào mà nó ngon từ ngậy từ các loại hạt mà thơm từ các loại hạt luôn nhá. 495.000 đấy, mọi người hiểu chưa? Phải là đấy, về làm đỏm cho bố chồng ngay. Đấy, anh em nào mà quan tâm. Đây sữa hạt Hitoshi này, 495.000 này.
viên khớp mạnh cốt đan 400.000. Đấy, mua cho cả họ dùng đi, tôi nói thật tuyệt vời lắm. Đấy, đang muốn cho bố chồng lấy thêm vợ nữa. Là nào là nhuộm tóc và mang đồ cho uống mọi người ạ. Ok. Bà nhá, từ tối hôm nay là bà phải ngủ riêng nha bà nhá. Bà không được ngủ với ông đâu. Mó thì lại dùng mất.